Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Trung tâm Tiếng Trung Thanh Mai Haiska. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Trung thông qua chủ đề Ní chiến phấy chiến đớ sầm mây yàng lọ. Bạn giảm béo thế nào rồi? Trước hết, mời các bạn cùng mình làm quen với bài khóa nhé. Mà Lì, ní chiến phấy chiến đớ sầm mây yàng lọ. Mà Lì, ní chiến phấy chiến đớ sầm mây yàng lọ. Mary, cậu giảm béo thế nào rồi? Ai ya, bia thí lờ. Ai ya, bia thí lờ. Thôi, đừng nhắc đến nữa. 我的体重不单不减, 反而还胖了一斤呢. 我的体重不单不减, 反而还胖了一斤呢. Cân nặng của mình không những không giảm, mà còn tăng thêm một cân nữa. 是不是减肥的方法不对? 是不是减肥的方法不对? Hay là cách giảm béo không đúng. 我每天只吃午饭和晚饭，早饭都不吃. 我每天只吃午饭和晚饭，早饭都不吃. Tớ ngày nào cũng chỉ ăn bữa trưa và bữa tối, bữa sáng không ăn. 谁说不吃早饭可以减肥? 正是不懂营养科学嘛. 谁说不吃早饭可以减肥? 正是不懂营养科学嘛. Ai nói là không ăn sáng thì có thể giảm béo, đúng là không hiểu về khoa học dinh dưỡng. 你要记住减肥的原则. 早吃好，午吃饱，晚吃少，还有多餐少食. 你要记住减肥的原则. 早吃好，午吃饱，晚吃少，还有 Tua chan sáu sứ. Bạn phải nhớ kỹ nguyên tắc của giảm béo. Sáng ăn no, trưa ăn đủ, tối ăn ít. Hơn nữa, ăn nhiều bữa nhưng mỗi bữa ăn ít thôi. Yuen lái rú sử. Yuen lái rú sử. Ra là như vậy. Wo hái băng ní mải lờ y trang chien sân khả. Wo hái băng ní mải lờ y trang chien sân khả. Tôi còn mua giúp cậu một thẻ tập phòng gym. 健身房就在我们学校北门对面. 健身房就在我们学校北门对面. Phòng tập gym ở ngay đối diện cổng bắc của trường mình. 你每天都要坚持锻炼一个小时. 你每天都要坚持锻炼一个小时. Cậu ngày nào cũng phải chăm chỉ luyện tập một tiếng đồng hồ. 会的，会的，谢谢我的好朋友. 会的. 会的，谢谢我的好朋友. Được, được. Cảm ơn người bạn tốt của mình. Sau đây, mời các bạn cùng mình học từ mới và các mẫu câu cơ bản nhé. Mã Lì, ní chiến phấy, chiến đớ sầm mây yàng lờ. Cấu trúc bổ ngữ trạng thái, động từ cộng tơ, cộng với tính từ. Các bạn đã học từ buổi trước rồi phải không nào? Vậy ở đây, chiến phấy chiến đớ sầm mây yàng lờ có nghĩa là giảm béo thế nào rồi? Ai ya, bia thí lờ. Bia thí lờ có nghĩa là đừng nói đến, đừng nhắc đến nữa. Wo de tí zhong bu dan bu qian, fan er hai pang le yi qin ne. Cấu trúc bu dan bu, fan er hai có nghĩa là không những không mà còn. Vậy trong câu bu dan bu qian, phản ở hái phăng là y chín có nghĩa là không những không giảm mà còn tăng thêm một cân nữa. Các bạn chú ý từ chín ở đây là cân của Trung Quốc chỉ bằng 1/2 kg của Việt Nam. Trong bài trước các bạn đã được học cung chín, từ y cung chín là 1 kg của Việt Nam đấy. 我每天只吃午饭和晚饭，早饭都不吃. Từ chỉ có nghĩa là chỉ, vậy chỉ chư ủ phan có nghĩa là chỉ ăn bữa trưa. Chân sư bu tủng yin yang khơ xuế mà. Cụ chân sư mà có nghĩa là quả là thế nào đó mà. Vậy trong câu chân sư bu tủng yin yang khơ xuế mà có nghĩa là quả là không hiểu về khoa học dinh dưỡng mà. Hay ví dụ khác, chân sư má phan mà, thật là phiền phức mà. Nǐ yào qì zhù qiǎn fěi de yuán ziě. 早吃好，午吃饱，晚吃少，还有多餐少食. 记住 có nghĩa là nhớ kỹ. 原则 có nghĩa là nguyên tắc. Vậy
chi chu chèn phế tờ yuán zhe, có nghĩa là nhớ kỹ quy tắc giảm béo. Zào chi hào, ủ chi bảo, wǎn chi shǎo, có nghĩa là sáng ăn no, trưa ăn đủ, tối ăn ít. Và cụ tuo chan shǎo shí, có nghĩa là ăn nhiều bữa nhưng mỗi bữa ăn ít. Đến đây chắc các bạn cũng nắm được phương pháp giảm béo rồi đúng không? Chuyên sân phòng chiều ra của mân xuế xeo bể mân tuệ miền. Tuệ miền có nghĩa là đối diện. Vậy, xuế xeo bể mân tuệ miền có nghĩa là đối diện cổng phía bắc của trường. Hay ví dụ khác, đối diện nhà hàng Thượng Hải, ta sẽ nói Sàng Hải phan điện tuệ miền. Nì mấy thiên đâu yào chiên trí tuan liên ý cơ xào sứ. Từ chiên trí là động từ có nghĩa là kiên trì. Vậy, chiên trí tuan liên có nghĩa là kiên trì luyện tập. Hay ví dụ khác, chiên trí xuế xí có nghĩa là kiên trì học tập. Vậy là chúng ta đã cùng nhau học từ mới và ngữ pháp của bài ngày hôm nay rồi. Chúc các bạn học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.